Xin chào quý vị và các bạn, tới theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trên mạng xã hội vừa qua, một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi để bán lại cho khách sau đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Ai nấy cũng đều vô cùng sợ hãi trước cách phục vụ và vệ sinh của người phụ nữ này. Ngay lập tức, Tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm địa phương cũng đã vào cuộc tiến hành xác minh. Tuy nhiên, khi tổ công tác đến nơi, người phụ nữ này đã nhanh chóng bỏ của chạy lấy người hình ảnh dung minh của người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại cho khách tuần qua trên mạng xã chia sẻ bốn đoạn video ghi lại hình ảnh một phụ nữ lớn tuổi bên cạnh một gánh hàng rong được cho là ở đường Quang Trung, ngay cạnh bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thuộc phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang trong clip được quay từ phía sau cho thấy sau khi khách ăn xong tính tiền rời đi người phụ nữ này nhìn quanh rồi đổ một tô nước màu vàng đặc quánh vào nồi nước lèo đang bốc khói Tiếp đó, người phụ nữ cầm cái tô vừa đổ nhúng nhanh vào nước rồi lấy ra lau, xếp lên mâm. Không những vậy, một số ly nước khách đã uống cũng được một người phụ nữ đổ lại trong bình nước. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng rong. Nhất là tại khu vực trước cổng bệnh viện, vốn có nhiều người qua lại hay người thăm nuôi bệnh nhân ghé đến ăn uống. Các đoạn clip trên đưa tài khoản Facebook XB đăng tải đầu tiên kèm nội dung. Bán bún kiểu này không mua biệt thự cũng uổng. Khách ăn nước lèo còn dư, canh khách đi không ai để ý thì đổ ngược vào nồi nước bán tiếp cho khách sau. Kể cả nước đưa khách uống dư cũng đổ lại vào bình. Cây tô bán xong cũng tráng sơ qua một nước rồi lau khô xếp vào bán tiếp. Theo chủ tài khoản trên, người phụ nữ trên ngồi bán bún ở gần Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa đã nhiều năm nay. Thứ khách chủ yếu là những người nhà nằm viện, nhiều bệnh nhân cũng ra ăn. Chủ tài khoản XB viết, hàng quán trình bày rất sạch sẽ nhưng buôn bán quá mất vệ sinh nên đăng lên để người dân phát hiện né tránh. Thật sự không ai muốn đạp đổ chén cơm của ai, nhưng làm ăn buôn bán như vậy thật sự quá thất đức. Nhận được thông tin về vụ việc, ông Võ Hồng Vân, tri cục trường, tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho hay, tri cục đã nắm được vụ việc và cử cán bộ kiểm tra, xác minh, Ông Vân nói, thông tin đã được chuyển cho bộ phận chuyên môn tại Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang phối hợp với địa phương kiểm tra. Trao đổi về vụ việc này, ông Lê Minh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng của phường đang tiếp tục xác minh người phụ nữ trong clip được cho là đổ thức ăn thừa và nồi nước lèo để bán tiếp. Ông Thủy cho hay, sau khi các đoạn clip trên chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 12, Lực lượng chức năng phường Lộc Thọ đến kiểm tra thì thấy có một phụ nữ lớn đang ngồi bán bún bò bên gánh hàng rong cạnh bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Gánh hàng cùng người phụ nữ có dấu hiệu gây cản trở giao thông. Tổ công tác phường Lộc Thọ tạm giữ gánh hàng rong để xử lý vi phạm hành chính. Khi lực lượng chức năng hỏi tên tuổi, chỗ ở thì người phụ nữ không trả lời mà bỏ chạy cùng một người đàn ông hơn 40 tuổi. Từ đó đến nay, người phụ nữ này không còn đến buôn bán tại khu vực trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ thông tin tiếp. Kết quả xác minh bước đầu xác định, người phụ nữ bán bún bò cạnh bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã hơn 70 tuổi, ngủ ở phường khác. Ông Thủy nói, người phụ nữ này đi bán bún bò dạo ở nhiều phường khác nhau, khi lực lượng chức năng đến mời về phường làm việc thì bà bỏ chạy. Thấy bà lớn tuổi, anh em không dám chạy theo, lỡ bà chưa té thì phức tạp. Vì là người cao tuổi nên lực lượng chức năng phải hết sức khéo léo trong xử lý. Cũng theo ông Thủy, nếu người phụ nữ trên đến ủy ban nhân dân phường Lập Thọ để nhận lại gánh hàng, thì chính quyền chỉ có thể xem xét xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường, chứ không có căn cứ để xử lý hành vi liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Lập Thọ cho rằng, hình ảnh trong các đoạn clip chưa thể xác định tô nước mà người phụ nữ đổ vào nồi có phải là thức ăn thừa của khách hay không, nồi nước đó để làm gì, có bán cho ai nữa hay không hay hình ảnh người phụ nữ đổ ca nước thừa vào bình để làm gì cũng chưa thể xác định. Ông Thủy nói, tuy nhiên những hình ảnh đó rất phản cảm, ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố Nha Trang nên chúng tôi sẽ tìm gặp, nhắc nhở người phụ nữ này. Hành động của người phụ nữ bán rong trong clip không những sai phạm về lấn chiếm vỉa hè mà còn khiến nhiều du khách hoang mang, lo lắng, mất niềm tin. Mới nhất, lực lượng chức năng của phường Lộc Thọ đã kiểm tra, Lập biên bản về việc bà Huỳnh Thị Tý, sinh năm 1942, chú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nhà Trang, chiếm vệ hè để bán hàng rong trái quy định. Qua làm việc, bà Tý thừa nhận việc đổ nước thừa sau khi khách uống vào chai để dùng lại. Tuy nhiên bà không thừa nhận việc đổ thức ăn thừa vào nồi để cho bán lại cho khách ăn tiếp. Theo bà Tý, đó là tô đồ ăn cuối cùng bán cho khách nên khi khách ăn thừa, bà đổ lại vào nồi để mang về. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nhà Trang, hiện nay UBND phường Lộc Thọ đã xử phạt hành chính bà Tý 2,5 triệu đồng vì đã chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây cản trở giao thông. Bà Tý cũng cam kết sẽ dừng việc bán hàng rong gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Buôn bán không có tâm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm sớm muộn cũng bị xử lý. Quý vị thân mến, trong thời gian qua, thực phẩm bẩn vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Không chỉ bởi nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng mà còn bởi cung cách vệ sinh của người bán. Từ vụ việc người bán rong ở Khánh Hòa đổ nước thừa vào nồi, tráng bắt đũa qua loa, có lẽ đã đến lúc phải tăng cường trong việc quản lý thức ăn đường phố và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn nằm ở ý thức và cái tâm của người bán hàng. Sau khi đoạn video được chia sẻ rầm rộ, không biết người đã bày tỏ sự bức xúc bất bình trước hành vi trên của người bán hàng. Một cư dân mạng chia sẻ: "Làm ăn buôn bán như vậy là không nên. Nếu thực sự người bán có hành vi đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại thì sẽ có bao nhiêu vi khuẩn trong đó. Đây còn là khu vực trước cổng bệnh viện, có nhiều người thăm nuôi bệnh hoặc bệnh nhân khế để ăn uống. Người bình thường ăn sẽ phải có nguy cơ mắc bệnh rất cao, huống chi các bệnh nhân sức khỏe không được tốt." Cùng chung với ý kiến đó, một người bức xúc ai cũng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng không thể nào vì hoàn cảnh khó khăn vì cái lợi trước mắt mà chấp nhận hành vi buôn bán coi thường sức khỏe của người khác tôi không dám xem hết đoạn video này vì quá sợ và không dám tưởng tượng thêm nữa hay một ý kiến cho rằng tôi là người thích đi du lịch một trong những sở thích của tôi là khám phá món ngon vật lạ từ các gánh hàng rong đây cũng là nét hấp dẫn rất riêng được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước thích khám phá mong rằng những người bán hàng nên có ý thức hơn vì nếu khách du lịch e ngại vấn đề vệ sinh như báo chí đã nêu thì người bán sẽ chịu thiệt thòi mà thôi đúng như vậy đoạn clip ghi lại cảnh bà bán rong đồ nước thừa và nồi đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của ẩm thực đường phố để hạn chế những hành vi gây ảnh hưởng như trên và bảo vệ văn hóa ẩm thực đường phố vốn là một trong những nét hấp dẫn của du lịch việt nam Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền giáo dục về văn hóa ẩm thực đường phố, các quy chuẩn đạo đức kinh doanh, buôn bán cho người dân. Cần có kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm thường xuyên, định kỳ và chế tài nghiêm khắc các hành vi vi phạm. Trao đổi về vấn đề này, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trường khoa văn hóa học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các trường hợp buôn bán không thật tình như thế này đã xảy ra nhiều, chỉ có điều trước đây mạng xã hội chưa phổ biến nên hiệu ứng lây lan hạn chế. Đây là một vài sự việc lẻ tẻ, không mang tính đại diện. Tuy nhiên, nó vẫn làm ảnh hưởng đến những người buôn bán chân chính và cả nền ẩm thực đường phố. Một số người vì tư lợi trước mắt mà bất chấp nguyên tắc đạo đức buôn bán, vệ sinh an toàn thực phẩm, về lâu dài sẽ bị xã hội đào thải. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, hiện nay chưa có quy chuẩn cụ thể để chế tài người buôn bán nhỏ lẻ, chỉ có quy ước đạo đức bởi số người buôn bán nhỏ lẻ rất đông, việc áp dụng các quy chuẩn khó lòng có hiệu quả. Vì thế, qua sự việc này, những người buôn bán nhỏ lẻ chưa văn minh có dịp nhìn nhận lại mình, đồng thời nhận thức tốt hơn về chữ tín và có sự tôn trọng khách hàng trong buôn bán, dịch vụ. Để hạn chế được tình trạng buôn bán mất vệ sinh như vậy, sẽ không có biện pháp nào hiệu quả bằng việc tự giác mong muốn mang đến những gì tốt nhất cho khách hàng bằng lương tâm của người bán. Một cư dân mạng cũng chia sẻ, bản thân tôi là người bán hàng rong nhưng tôi thật sự bức xúc với hành vi buôn bán như vậy người bán hàng rong ai cũng khó khăn nhưng buôn bán thì phải có cái tâm nếu không thì người chịu thiệt đầu tiên là chính mình giờ sự việc bị phát hiện chưa nói chính quyền sẽ xử phạt thế nào nhưng trước mắt người này khó mà buôn bán lại rồi tôi nghĩ trường hợp này chỉ là cá biệt mong chính quyền cũng nên xem xét hoàn cảnh của bà và có hướng xử lý giúp đỡ phù hợp trước khi bị cơ quan chức năng sờ gáy những người bán hàng mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng sẽ giảm uy tín trong mắt khách hàng do biết rằng cuộc sống mưu sinh với gánh hàng rong đầy nhọc nhằn nhưng với cách làm như chủ gánh hàng rong trong clip thì không thể thông cảm hành vi này vừa mất vệ sinh vừa có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng vì vậy việc xử lý nghiêm minh những hành vi như vậy cần phải được thực hiện sớm như vậy, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người bán hàng ăn uống. Đừng bao giờ xem thường sức khỏe người khác. Nếu tiếp tục buôn bán mất vệ sinh, chắc hẳn sẽ không tồn tại được lâu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng hơn. Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh. Và nếu phát hiện ra những hành vi buôn bán gian dối, hãy ngay lập tức thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để xử lý nghiêm theo quy định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại ở những video tiếp theo.